chương 51 Ông ta một cái giáo thảo nam thần 51 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Yến tử Ngươi trưởng đẹp mắt Cho nên, nàng vì sao muốn nhắm mắt lại Tần ngự Ta, tình nguyện tự bản thân một lát trưởng khó coi Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm Tần ngự đối với tiểu bạn gái liền thấu đi qua Bất kể, xem liền xem đi. Yến tử mở to hai mắt nhìn. Nàng cảm thấy bản thân hẳn là đem nhân đẩy ra. Nhưng là, thiếu niên môi thật nhuyễn. Duy thuộc cho sủng nhi hơi thở, càng là hương hương. Khi hương khí đem nàng gắt cao bao vây. Yến tử do dự một chút, sủng nhi thủ liền chế trụ của nàng cái óc. Nguyệt khảo đúng hạn tới. Lâm vũ đồng như lâm đại địch, còn vận dụng lâm gia quan hệ, đem toàn bộ niên cấp kéo thông quấy rầy xếp chỗ ngồi vốn cho là cứ như vậy có thể đủ ngăn chặn yến tửu cùng tần ngự truyền tiểu sao khả năng nhưng nàng không thể tưởng được là này triệt để xử yến tửu phát hỏa nhìn đến kia cao cao tại thượng thứ tự lâm vũ đồng thế nào cũng không chịu tin tưởng cái sự thật này yến tửu không phải là ở cuối xe học cặn bã sao vì sao nàng vậy mà đột nhiên thành một cái toàn năng học bá không thôi lâm vũ đồng có như vậy nghi vấn liền ngay cả nhậm khóa lão sư đều không rõ ở thứ tự tuyên bố phía trước, bọn họ còn đặc biệt tìm Yến Tử. Liền là muốn biết rõ ràng nàng thành tích tăng vọt nguyên nhân. Bởi vì ta không nghĩ làm học bá, cho nên mới ngụy trang thành một cái học cặn bã A. Yến Tử nhẹ bổng một câu nói, ngăn chặn sở hữu lão sư miệng. Ở một bên tầng ngự, khóe miệng cong cong ôm lấy. Của hắn tiểu bạn gái, thật đúng là lợi hại. Các lão sư bị Yến Tử lời này tức không chịu được, lại không dám đối nàng thế nào. Có người ra chủ ý nhường tái hiện tràn ra đề mục khảo nhất khảo nàng, hiến tử không kiên nhẫn. Ngươi làm cho ta làm bài ta liền làm, ngươi cho là ngươi là ai? Cao tam khoa không ít, những người này thay phiên ra đề mục, là muốn chậm trễ nàng đi cắn gà con chân. Nàng học bá thỏ tôn nghiêm, là có thể bị như vậy dẫm lên sao? Dạy lão sư một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng một bên lặng không tiếng động ba ba cùng tới được thiếu niên. Tần đồng học, phiền toái ngươi khuyên một chút Yến đồng học đi, nếu thật sự có thể chứng minh Yến đồng học là thiên tài, điều này cũng là một chuyện tốt. Tần ngự xem tiểu cô nương một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Thực xin lỗi, ta không phải là người giám hộ, quản không xong. Ngươi đặt sao không phải là người giám hộ, vì sao muốn chạy đến văn phòng đến. Tần ngự ta chịu yến nữ sĩ nhờ vả vì yến tử đồng học học thêm phải luôn luôn đi theo nàng thật xin lỗi bị hai người kia ma không có tỳ khí lão sư một mặt vô cùng đau đớn tìm yến nữ sĩ cáo trạng hy vọng nàng có thể ước thúc một chút bản thân nữ nhi không cần tai họa tần ngự yến nữ sĩ nhưng là ôn ôn hòa cùng bọn họ trước mặt mọi người thừa nhận luyến ái dạy lão sư nga không có nhưng là hai người này cả ngày thành đôi nhập đúng, có mắt mọi người thấy được được rồi. Yến nữ sĩ. Bọn họ thành tích giảm xuống. Dạy lão sư. Nga, không có. Tần ngự phát huy vẫn là trước sau như một ổn định mãn phân. Hơn nữa Yến tử cũng mãn chia làm tích, đây mới là tối bất khả tư nghị. Đã của ta nữ nhi ưu tú như vậy, các ngươi còn muốn nói cái gì? Yến nữ sĩ ngữ khí, có không kiên nhẫn các ngươi là muốn lại kiến một tòa thư viện sao? Đi, ta sẽ làm cho ta trợ lý đi lại một chuyến. Dạy lão sư. Này không có cách nào khác nói chuyện. Nữ nhi, nữ nhi không thể đồng ý. Mẫu thân, mẫu thân càng nguy đàm. Vậy, cứ như vậy đi. Dù sao, không nếu chân tướng Yến Tử Đồng học nói như vậy, nàng chỉ là ở ngụy trang học cặn bã, kia, về sau kiểm tra hẳn là cũng sẽ có kinh hỷ thành tích công bố đi ra ngoài, toàn giáo đều chấn kinh rồi. Nhưng Yến Tửu đã có điểm không vui. Sủng như vậy mà cũng cùng nàng giống nhau, toàn khảo mãn phân. Nói tốt thắng hắn, hắn liền nói với nàng yêu. Thật sự là tức giận. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Ông ta một cái giáo thảo nam thần 52 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kéo cờ nghi thức sau, Lâm Vũ Đồng làm toàn giáo đồng học mặt cùng Yến Tửu xin lỗi. Nhận mọi người ánh mắt lễ rửa tội, Yến Tửu đôi mắt vòng vo chuyển. Sủng nhi ngươi xem, bọn họ đều thừa nhận ta lợi hại, không bằng bốn bỏ năm lên một chút, coi ta như khảo thắng ngươi. Tần ngự xem cười một mặt hiệt tuệ nữ hài, giúp nàng đem điệu đến trước tráng toái phát bác trở về. Ân, ừ, sau đó đâu? sau đó a à, yến hắc hắc cười giống chỉ tiểu hồ ly giống như sau đó ngươi đã nói yêu ta vĩnh viễn kính ngưỡng ta a à. tần ngự không cần ngươi khảo thắng ta ta hiện tại là có thể nói với ngươi yêu ngươi kính ngưỡng ngươi yến tử nguyên bản còn rất cao hứng cho đến khi nàng phát hiện tiến độ điều không trướng nhất thời liền tức giận tần ngự ngươi này kẻ lừa đảo ngươi có phải là lấy ta làm ba tuổi tiểu hài tử dỗ đâu tần ngự hắn thực không có hắn là lấy nàng làm 6 tuổi đứa nhỏ dỗ yến tử hoài nghi là lúc trước câu nói kia khảo thắng tần ngự liền nói với nàng yêu lời nói bị thiên đạo cấp thừa nhận cho nên hiện tại liền tính sủng nhi nói yêu nàng nhưng bởi vì nàng cùng hắn thành tích là giống nhau như đúc cũng không tính khảo thắng cho nên tiến độ điều không có biến hóa ai ở vườn trường thế giới muốn soát mãn tiến độ điều cũng là không dễ dàng a à học bá thỏ tức giận. Nàng bắt đầu cùng soát bài tập, thể muốn đem sủng nhi xa xa vung ở sau người. Kết quả là, Yến Tử trực tiếp thay đổi một người, ba ngày buổi tối đều nâng sách vở đang nhìn. Điều này làm cho nhất chúng đi theo của nàng tiểu đệ, đều rung rung. Lão đại đột nhiên bắt đầu yêu học tập, bọn họ muốn làm sao bây giờ? Vẫn là, tiếp tục hỗn đi. Nhưng không hỗn vài ngày, liền có nhân phát hiện tiêu vũ cũng bắt đầu xem thư tất cả mọi người mộng. Lão đại là bởi vì học bá nam phiếu mới nỗ lực học tập, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tiêu vũ. Chúng ta lão đại lợi hại như vậy, kia khẳng định là muốn khảo đại học. Ta như thế nào cũng muốn nỗ lực một phen, không cầu cùng lão đại thi được đồng nhất sở đại học, ít nhất cũng muốn ở một cái thành thị đi, bằng không về sau thế nào cùng lão đại hỗn. Mọi người nhất tưởng, có đạo lý. Bọn họ lão đại hiện tại cự ngư bức. Trước kia đi ra giáo môn, nhị trung còn thường thường đến chiêu chọc bọn hắn một chút. Hiện tại, nhị trung học sinh nhìn đến bọn họ liền cúi đầu cúi người, cung kính không được. Có một học bá lão đại đi theo, quả nhiên so với trước kia cũng có mặt nhi. Yến nữ sĩ quyên giúp thư viện tin tức truyền khai, nhất chúng tiểu đệ mới phát hiện. Lão đại trong nhà lợi hại như vậy nàng còn cố gắng như vậy, bọn họ này đó cá mặn tiểu đệ còn có tư cách gì không nỗ lực. Vậy, cùng nhau nỗ lực lên cũng chính là cắn trắng răng một cái sự tình nhất trung lão sư rất nhanh liền phát hiện không thích hợp này trước kia đến trễ về sớm trốn học ngủ học sinh nhất đêm trong lúc đó toàn bộ tiêu thất mỗi một ngày bọn họ đứng ở bục giảng thượng đối mặt đều là một trương trương tinh thần phấn chấn bồng bột tràn ngập nồng liệt ham học hỏi ngư mặt trong lòng miễn bàn có bao nhiêu mỹ nhất trung lão sư cùng học sinh mỗi ngày đều ở đánh kê huyết thời gian qua rất nhanh. Yến tử cùng tần ngự, lại một lần ngồi ở trường thi lý. Yến tử cắn một ngụm gà con chân, xem một cái sủng nhi. Sủng nhi, không bằng, ngươi lần này, thiếu làm một đạo lấp chỗ trống đề đi. Tần ngự, tiểu bạn gái đây là để cho mình tác tệ sao? Không, thân là một cái có nguyên tắc học bá, kiên quyết không làm chuyện như vậy. Yến tử, sủng nhi không ngoan không nghe nàng nói sủng nhi, liền muốn tấu. Nhưng nhất tưởng đến lần trước đánh người, cuối cùng ngược lại là bản thân mặt đỏ tim đập nhanh hơn, Yến Tửu liền có chút do dự. Ai, tốt lắm bá, dù sao ta nhất định có thể khảo quá của ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Ông ta một cái giáo thảo nam thần 53 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com tiến tử cùng tần ngự hai người ngươi truy ta đuổi ở bọn họ kéo hạ nhất trung học sinh cũng cùng liều mạng thông thường liều mạng học tập thiếu niên chơi trò chơi sao trò chơi là cái gì đừng làm trở ngại ta học tập thiếu niên muốn tránh ra ta chỉ thích học tập học tập là ta vui vẻ nguồn suối học tập là được rồi biên không nổi nữa tóm lại một câu nói Bọn họ nhất trung học sinh, cũng là muốn mặt hảo phạt. Không thể cho bọn họ lão đại mất mặt nha. Không cần xem nhẹ thần tượng lực lượng. Có đôi khi, bọn họ lực lượng có thể vô cùng lớn. Một năm này, là nhất trung kiến giáo tới nay nhất phong cảnh một năm. Tần Ngự cùng Yến Tửu song song lấy mãn phân thành tích khảo nhập cả nước cao nhất học phủ không nói, liền ngay cả luôn luôn cản trở cửu ban, đều toàn bộ thi được khoa chính quy còn có rất nhiều trực tiếp tiến nhập trọng điểm đại học. Như thế cao học lên dẫn, cả nước đều chấn kinh rồi. Ánh mắt mọi người đều đặt ở nhất trung cùng cả nước thi cao đẳng trạng nguyên trên người. Dù sao trạng nguyên hàng năm có, nhưng đặt song song trạng nguyên vẫn là lần đầu tiên. Phóng viên chen chút tới. Bởi vì nhân nhiều lắm, trường học liền rõ ràng quyết định trực tiếp làm một hội hiện trường tuyên bố hội. Kiến tử đối với mấy cái này không có cảm giác gì. Sủng Nhi nói có thể nhận, kia, liền nhận đi. Tần Ngự nắm yến tử thủ, hai người cùng nhau xuất hiện ở tại tuyên bố hội hiện trường. Tuy rằng không phải là ngu nhớ, nhưng thấy đến một màn như vậy, các phóng viên trong lòng còn là có chút mỉm cười. Tần Ngự là từ nhỏ đến lớn học bá, người như vậy tuy rằng làm cho người ta kinh diễm, nhưng xa không có một học cặn bã nghịch đánh úp lại rung động. Yến tử đồng học, chúng ta nghe nghe thấy ngươi trước kia thành tích không tốt lắm, là sau này mới lên xin hỏi ngươi có thể theo chúng ta nói chuyện của ngươi học tập kinh nghiệm sao yến tửu học tập kinh nghiệm học tập chẳng lẽ không đúng nhất kiện bản năng sự tình sao chúng phóng viên học tập là bản năng này không tật xấu chỉ là nếu lời như vậy trận này phóng viên hội cũng sẽ không cần mở lại đi xuống kia là cái gì thúc đẩy ngươi bản năng thức tỉnh yến tửu nhìn về phía bên cạnh sủng nhi đại khái là ta nghĩ làm cho người ta nói yêu ta đi tần ngự thủ căng thẳng là yến nữ sĩ đi xem ra tình thương của mẹ là trên cái này thế giới vĩ đại nhất động lực phóng viên cũng không nghĩ nhiều như vậy bọn họ không phải là ngu nhớ yến gia cũng không phải có thể tùy ý bố trí ngô yến tử muốn nói không đúng nhưng phóng viên đã xẹt qua đề tài này khi yến tử đồng học ngươi có cái gì đặc thù học tập phương pháp sao Yến tử. Vừa nhìn thư biên cắn gà con chân tính sao? Tần ngự. Vấn đề này vẫn là ta qua lại đáp đi, tử tử khóa đều là ta bổ. Phóng viên ánh mắt, bỗng chốc liền lại phóng tới tần ngự trên người. Ân, sủng nhi tiếp tràn, nơi này không nàng chuyện gì. Yến tử yên lặng rút ra thủ. Sau đó yên lặng tê gà con chân. Phỏng vấn sau khi kết thúc, có phóng viên hướng hai vị trạng nguyên đặt câu hỏi. Tần ngự đồng học, xin hỏi ngươi cùng Yến Tửu đồng học là quan hệ như thế nào? Tần ngự nhìn thoáng qua Yến Tửu. Yến Tửu. Hắn là của ta người hầu. Tần ngự. Nàng là ta vị hôn thê. Đồng thời vang lên thanh âm, nhưng nói cũng là bất đồng lời nói. Chúng phóng viên. Hai người kia, xác định không là đang đùa sao. Yến Tửu mê hoặc nhìn về phía sủng nhi. Không phải nói tốt lắm vị hôn thê này, không thể nói sao. Tần ngự. Không quan hệ, trước kia không thể, hiện tại có thể. Vẫn là nói, tử tử ngươi không nghĩ đối ta phụ trách. Nhìn đến thiếu niên vẻ mặt đột nhiên trở nên cô đơn, kia mày đẹp mắt, đã ở trong nháy mắt liền loan đi xuống, yến tử cả người đều mộng. Em đẹp, thế nào lại xả đến phụ trách chuyện này lên đây? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Ông ta một cái giáo thảo nam thần 54 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hảo bá, phụ trách Bản thân chọc hòa, tổng yếu bản thân lưng Ai bảo nàng hiện tại là lẻ loi một mình ở tiểu thế giới đâu Yến tử xoay người, một lần nữa nhìn về phía phóng viên Tần ngự là người của ta Chúng ta, về sau sẽ kết hôn Ta sẽ cưới hắn Chúng phóng viên không được. Hiện tại tiểu hài tử, tuổi còn trẻ, liền như vậy hội tác cẩu lương sao? Không phải là đàm cái luyến ái mà thôi, ai còn sẽ không? Nói là nói như vậy, nhưng đang nhìn đến dáng người cao gầy thiếu niên nhìn phía kiều tiểu đáng yêu nữ hài thời điểm, đáy mắt chảy xuôi ra ấm áp, mọi người còn là có chút hâm mộ. Thiếu niên mộ ngãi, nhân chi thường tình, chúc, các ngươi hạnh phúc. Cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Từ trước đến nay ở màn ảnh tiền bất cẩu ngôn tiếu thiếu niên, đột nhiên khóe môi nhất loan, lộ ra một chút kinh diễm cười. Yến Tửu. Sủng nhi đối với người khác cười. Những người đó đều xem ngây người đâu. Hắn cười một cái, lòng của nàng liền khiêu, hắn hiện tại là muốn nhường những người này tâm cũng khiêu sao? Yến tử mất hứng đem nhân đầu cấp ban trở về. Không cho tùy tiện loạn cười. Tần Ngự. Hảo chỉ đối với ngươi cười. Chúng phóng viên. Ánh vàng rực rỡ tịch dương hạ, tần ngự nằm ở yến tử đầu vai, cọ cọ mặt nàng. Tử tử, ta cả đời này quá rất vui vẻ. Yến tử gật đầu. Tuy rằng sủng nhi luôn là nghĩ cách không nhường nàng ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng nàng cũng vẫn là rất vui vẻ. Tử tử, đời sau, ta còn muốn cùng với ngươi. Tốt. Yến tửu sờ sờ sủng nhi mặt hắn là trên trời sủng nhi, hạ cả đời, hẳn là cũng không lại. Tử tử, ta nghĩ ngươi lại ôm ta một cái. Yến tử. Hảo. Yến tử ôm tần ngự, người này tiến độ đều từ lúc hai người tốt nghiệp đại học kết hôn thời điểm cũng đã soát đầy, nhưng này một cái ôm ấp, lại giống như lại trở lại lúc trước cái kia chật hẹp ngỏ nhỏ nhỏ. Năm hài nữ hài ôm ấp ở cùng nhau, năm tháng như hoa khai thông thường, không tiếng động lại hết thảy tỉnh hảo. Tần ngự chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nguyệt lão cắt. Yến tử sợ sệt xem sinh hóa trì một hồi lâu, sau đó điều ra nhiệm vụ mặt bản. Tính danh. Yến tử bối cảnh. Vườn trường thế giới nhiệm vụ. Sưu tập tình yêu, số mệnh con mãn phân tình yêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, 100%. Che giấu tâm nguyện nhiệm vụ, trở thành học bá, nhiệm vụ đã hoàn thành, 100%. Nhiệm vụ hoàn thành tổng hợp lại bình xét cấp bậc. S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, đạo cụ. Tần ngự mãn phân tình yêu, che giấu nhiệm vụ lễ bao cư nhiên còn có một che giấu. Yến tử nhíu mày. Vốn cho là bản thân chỉ là làm nhiệm vụ, không nghĩ tới nguyên chủ còn thuận tiện có một muốn làm học bá tâm nguyện. Thật sự là, có chút ngoài ý muốn ai. Yến tử đem cái thứ nhất thế giới thu thập đến tần ngự tình yêu quăng vào sinh hóa trì. Tuy rằng biết trước mặt này con là một tháng lão các hình chiếu, nhưng Yến Tửu vẫn là nhắm hai mắt lại. Sủng Nhi tốt lắm, hy vọng hắn tiếp theo thế có thể đầu thai đến một cái người tốt gia. Hứa hoàng nguyện, nhìn đến kia tình yêu biến thành một đạo bạch quan ở trong ao tiêu tán, Yến Tửu liền biết Sủng Nhi tình yêu đã truyền quay lại thiên giới nguyệt lão các. Nguyên bản muốn hồi thiên giới đi xem thỏ ma vương, lúc này lại lại cảm thấy không có tâm tình. Nàng trầm mặt một chút, sau đó điều ra kế tiếp tiểu thế giới nhiệm vụ mặt bản. Tính danh Yến tử bối cảnh Tổng tài thế giới thân phận Sinh viên, phổ thông, nhiệm vụ Sưu tập tình yêu, số mệnh con mãn phân tình yêu, kỹ năng Vận may, trăm phần trăm tăng cường vận khí, cư nhiên vẫn là vận may sao? Yến tử nghiêng đầu suy tư một chút, cảm thấy tự hồ cũng vẫn là không kém. Nàng mở ra cái kia che giấu nhiệm vụ lễ bao, sau đó một cái kỹ năng điểm liền nhảy ra. Cư nhiên là, nhu nhược, là thiên đế lão nhân tân ngoạn pháp vẫn là cái kia đại lão tân chiêu số. Yến tử lăng lăng xem cái kia kỹ năng, tuy rằng hoàn toàn không rõ này xem như cái cái gì vậy, nhưng luôn cảm thấy là một cái vô dụng rác kỹ năng. Không phải là nhiều cắn điểm đùi gà sao. Vậy mà liền cho cái rác kỹ năng. Thật sự là keo kiệt. Giấu trong lòng rác kỹ năng, Kiến Tử nhắm hai mắt lại. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55. Ông ta một cái giáo Thảo Nam Thần 55 Hoàng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện Audio. Com. Tần Ngự phiên có người, từ nhỏ đó là tú. Tần Ngự cho tới nay, đó là người khác miệng mặt đứa nhỏ. Tự hạn chế, trầm ổn, thành tích vĩ đại này đó phản phất là hắn trời sinh liền cụ bị gì đó, luôn luôn khắc vào trong khung mặt. Nhưng Tần Ngự tự mình biết nói, hắn không thích thế giới này. Bởi vì hắn biết, vô luận hắn có bao nhiêu sao vĩ đại, nhưng hắn chung quy là theo thế giới này không hợp nhau. Này hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống, cho tới bây giờ liền cùng hắn không có quan hệ. Mẫu thân của hắn là một cái rất xinh đẹp nữ xí nghiệp gia, vì trợ giúp phụ thân của hắn không tiếc lấy thân phạm hiểm sự tình bại lộ sau, hắn mẫu thân vì bảo trụ phụ thân của hắn, bản thân đi đỉnh tội. Nhưng phụ thân của hắn là cái ích kỷ nhân, hắn trước tiên cùng mẫu thân của hắn ly hôn, đem bản thân hái sạch sẽ. Hắn mẫu thân bởi vì này sự đại chịu đã kích ở trong ngục được bệnh nặng, nằm viện trị liệu không có vài ngày liền chết bệnh. Mà phụ thân của hắn vì không để cho mình chịu liên lụy, vậy mà ngay cả mẫu thân lễ tang đều không có tham dự. Tần ngự một người ở lão lão gia quá ăn nhờ ở đậu cuộc sống. Ngày ấy tử thật không đẹp dịu. Nhưng trở lại tần gia sau, ngày lại càng không tuyệt vời. Không có trải qua người khác nhân sinh, ngươi liền sẽ không biết, đó là nhất kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Tần ngự đau, vì hắn, cũng vì hắn mẫu thân. Ở dưới tình huống như vậy, tần ngự phong bế trái tim của chính mình, không tha ngoại giới bất cứ cái gì một mình vào đây hắn mỗi ngày đều nghĩ đến thế nào trả thù, nho nhỏ tuổi liền bắt đầu nhúng tay công ty sự tình. Tần Diệu Nam đối hắn ủy quyền, hắn vốn cho là kế hoạch của chính mình sắp thành công, ai biết Tần Diệu Nam sớm cũng đã đem chủ ý đánh tới của hắn trên người. Tần Ngự vốn cho là, bản thân khi còn sống đó là đem Tần Diệu Nam đưa vào hắn hẳn là đi địa phương chuộc tội, sau đó là xong này dư sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới, gặp Yến Tửu. Kỳ thực trước kia cũng là nhận thức. Yến tử danh vọng rất vang dội, liền tính hắn không nghĩ nhận thức đều không được. Nhưng nữ hài tử không trêu chọc hắn, hắn liền cũng tường an vô sự. Cho đến khi kia anh đào dưới tàn cây, nàng nhẹ nhàng như vậy vỗ. Nữ hài khuôn mặt tươi cười như hoa như họa, Mỹ làm người ta rung động. Theo trong bóng đêm chém giết chiến đấu hắn so sánh với, nữ hài chính là một cái thuần khiết không tì vết tiên nữ. Hắn không muốn để cho bản thân đầy người tanh tưởi hơi thở làm bẩn nàng, cho nên hắn lựa chọn rời xa. Nhưng không nghĩ tới, nữ hài cũng là bám riết không tha, còn đuổi tới phòng học đối hắn tuyên chiến. Nàng nhất định không biết, nàng kia một bức cường chống hung ác bộ dáng mặt là có cỡ nào đáng yêu. Phình. Khi đó đã nghĩ niết mặt nàng. Nhưng không được, hắn không thể để cho đáy lòng ác ma xuất hiện. Không thể dọa đến này tiểu tiên nữ. Ngõ nhỏ sự tình, triệt để kích phát rồi hắn đáy lòng ác ma. Tần ngự không nghĩ tới nữ hài thân thủ sẽ như vậy hảo. Hắn xem nàng nhẹ nhàng bân quơ đem nhiều người như vậy dẫm nát dưới chân, vẫn còn cười thanh khách một điểm để cho mình làm người hầu. Tần ngự không nhịn xuống, đối nữ hài xuống tay. Nữ hài thật sự rất hồn nhiên, lại đối thế sự hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ là trang một chút đáng thương, nữ hài đáp ứng hắn. Ôm ôm, thân ái, cử cao cao. Ân, không vội dù sao hắn cũng không tính toán làm người trên trời quả nhiên là sủng ái của hắn hắn thành nữ hài dược tần ngự cầm lấy nữ hài thủ xem nàng ngủ say dung nhan trong lòng ác ma lại tái phát đã nắm lấy vậy cả đời đều đừng thả trừ bỏ tử vong đương nhiên hắn sẽ không làm cho nàng tử hắn sẽ hảo hảo làm của nàng dược sau đó nắm nữ hài theo giáo phục đến áo cưới lại đến phần mộ. Theo đời này, lại luôn luôn, đến tiếp theo thế. Hoàng Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Ông ta một cái tổng tài 331 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Xinh đẹp lăng tiêu hoa leo lên tinh xảo tiểu viện tiền. Một cái thiếu nữ đang lẳng lặng đứng. Một đôi xinh đẹp mắt to, ở tối đen tóc dài thấp thoáng hạ, chính chợt lóe chợt lóe phát ra ánh sáng. Tử tử, thực xin lỗi, là ba ba vô dụng, không thể lại cho ngươi tinh xảo sinh hoạt. Thiếu nữ bên cạnh, nhất cái trung niên nam nhân vẽ mặt vẽ oải cùng thiếu nữ nói chuyện. Thiếu nữ quay đầu, nhìn thoáng qua nói chuyện nam nhân, xinh đẹp đôi mắt toát ra nhàn nhạt nghi hoặc. Tự hồ là đang hỏi nam nhân vì sao muốn nói như vậy nói. Nhưng là, nam nhân cũng không có xem nàng yến ba ba ánh mắt dừng ở kia sân mặt trên ánh mắt rất là phức tạp yến tửu luôn cảm giác yến ba ba lời này không giống như là ở nói với nàng giống như nàng theo yến ba ba ánh mắt nhìn đi qua cái kia vị trí là lầu hai nơi nào đó phòng yến tử thu hồi ánh mắt trung niên phá sản đối với này nam nhân đến nói hẳn là nhất kiện rất được đã kích sự tình thân vì cái này nam nhân nữ nhi yến tử cảm thấy bản thân hẳn là an ủi một chút của nàng nhưng an ủi nhân loại sự tình này nàng cũng không am hiểu cũng không thể giống cái trước tiểu thế giới đối sủng nhi như vậy dùng ôm ôm tiến hành an ủi đi lý trí nói cho yến tử này không thích hợp huống hồ nàng cũng không tưởng nhưng xem nam nhân luôn luôn tại nơi này đứng yến tử cảm thấy bản thân cần phải nói chút gì không có quan hệ ba ba yến tử mở miệng thanh âm vẫn như cũ là thanh thúy mà lại nhuyễn nhu, về sau, ta bản thân cấp bản thân tinh xảo cuộc sống. Nói tới đây, thiếu nữ ánh mắt liền càng sáng. Đúng vậy, về sau, nàng có thể bản thân kiếm tiền cấp bản thân mua gà con chân đâu. Tử tử. Yến ba ba quay đầu lại nhìn về phía bản thân nữ nhi, đáy mắt có một chút kinh ngạc, ngươi thực không trách ba ba sao. Không. Yến tử lắc đầu, thấp mâu nhìn về phía chính mình tay này đôi thủ tế tịnh bạch nữ sắc, móng tay là xinh đẹp màu hồng phấn, ống ánh trong suốt, vừa thấy đó là bảo dưỡng được lợi kia một loại. Như vậy một đôi tay, hơn nữa bản thân trừu đến nhu nhược kỹ năng. Yến tử trong lòng, hiện ra một cổ nhàn nhạt không ổn. Nên sẽ không, ngay cả một cái rương hành lý đều trị không được đi. Nàng vương tay đi chạm vào bên cạnh rương hành lý. Một lát sau trong lòng liền có để thân là tiên nhân thân thể tố chất vẫn là tồn tại. Chỉ là không biết cái kia nhu nhược rốt cuộc là cái gì quỷ. Biết bản thân không phải là một cái tay trói gà không chặt nhược kê, hiến tử tâm tình cũng vui vẻ lên. Dù sao, nàng nhưng là muốn thu số mệnh con làm tiểu đệ nhân. Thực tay trói gà không chặt, ngay cả mọi người tấu bất quá, còn thế nào thu? Cũng không phải mỗi một cái tiểu thế giới sủng nhi đều sẽ giống như tần ngự, sẽ ngoan ngoãn nghe nàng nói, đối nàng tốt. Xin ý đầu tư sai lầm thất bại mà thôi, này không có gì. Ba ba, chúng ta đi thôi. Hôm nay nhưng là nàng thỏ ma vương đến tân thế giới ngày đầu tiên. Phá sản, ân, cũng không quan hệ. Về sau, nàng liền bản thân kiếm tiền mua gà con chân tốt lắm. Yến ba ba nhìn thoáng qua một mặt nhẹ nhàng nữ nhi, trầm mặt đem mặt khác hai cái đại trương hành lý tay hãm rút xuất ra. Hảo, chúng ta đi cha và con gái hai người hướng cách đó không xa ngừng xe. Chờ ở bên xe quản gia bộ dáng nhân, vội vàng nên đón. Xe nhanh chóng ở trên đường trên đường, Ben. Yến tử đem thân thể tựa vào trên chỗ tựa lưng, cân nhắc lúc này đây thế giới này. Cuộc sống đại học, nàng không phải là không có trải qua. Một đời trước cùng sủng nhi cùng nhau trải qua cuộc sống đại học, rất đẹp thật phong phú. Nhưng lần này, trở thành một cái phá sản thiên kim đại tiểu thư, nguyên chủ muốn nhất hoàn thành tâm nguyện đại khái là hoàn thành học nghiệp. Không đúng, đã là tổng tài thế giới, hẳn là nhường yến gia một lần nữa phát dương quan đại mới đúng. Hay hoặc là, hai người vẹn toàn. Yến tử suy nghĩ một lát, cảm thấy cổ có chút cương. Nhẹ nhàng nhu nhu bởi vì bảo trì đồng nhất tư thế mà có chút cương cổ. Giờ phút này, cũng rất hoài niệm sủng nhi. Bởi vì, hắn có thể giúp nàng đem cổ nhu thật thoải mái. Yến tử nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, trên cửa sổ xe ấn ra một trương hơi hơi có chút hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Yến tử sờ sờ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, chật chật hai tiếng. Quên đi, vẫn là trước tìm được sủng nhi rồi nói sao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Ông ta một cái tổng tài 332 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mấy mấy giờ sau xe ở một tòa tinh xảo khắc hoa cửa sắt tiền dừng lại xem trước mặt khắc hoa cửa sắt chậm rãi mở ra yến tử quay đầu lại ba ba chúng ta về sau thật muốn ở nơi này sao yến lăng tiêu cố nén chóp mũi chua xót gật đầu ân trước ở chỗ này trụ một đoạn thời gian tử tử yên tâm ba ba chẳng mấy chốc sẽ tiếp ngươi về nhà yến tử nga một tiếng quay đầu tiếp tục đánh giá trước mắt phong cảnh dựa theo cái trước tiểu thế giới quy luật, sủng nhi thông thường chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nàng chỉ cần chiếu hàng ngày tiến hành đi xuống là đến nơi. Yến Lăng Tiêu biết nữ nhi luôn luôn không nghĩ vào ở người khác gia, lo lắng nàng tức giận, vội vàng cùng nàng cam đoan, tử tử yên tâm, ngươi lục ba ba cùng ba ba là chiến hữu, của chúng ta quan hệ tốt lắm, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Tuy rằng lục gia cái kia tiểu tử có chút âm tình bất định, nhưng có lục lăng ở, hắn hẳn là cũng biết đúng mực, chỉ cần nhường nữ nhi rất xa tránh đi, không đi treo chọc hắn, hẳn là có thể tường an vô sự. xe vào cửa viện vẫn như cũ ở về phía trước, yến tử chấp mũi đột nhiên nghe đến một cổ nhà nhạc quen thuộc hương vị, di này hương vị, hình như là sủng nhi hương vị a, à. nàng lại dùng lực ngửi ngửi, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền che kín vui sướng. nguyên lai like sủng nhi cũng ở trong này a, à. yến tử suy nghĩ một chút nếu cùng sủng nhi ở tại cùng một chỗ lời nói, thu tiểu đệ sự tình có thể càng thêm thuận tiện, như vậy nhiệm vụ cũng có thể nhanh hơn hoàn thành. Quả nhiên, vận may kỹ năng. Mãn phân. Yến tử. Ta đã biết ba ba, ta nhất định sẽ hảo hảo ở lục gia, sẽ chờ ngươi đến tiếp ta trở về. Gặp luôn luôn không đồng ý đang vào ở lục gia nữ nhi đột nhiên sửa lại chủ ý, Yến Lăng Tiêu rất là vui mừng. Ba ba chỉ biết, chúng ta tử tử nhất lanh lợi đáng yêu, ngươi lục ba ba nhất định sẽ thích của ngươi. Yến tử Hảo giọt Lanh lợi trưởng bối thích Tân tri thức giải khóa Nhất đống hán bạch ngọc thạch trường ra tiểu viện tiền, Yến tử các nàng ngồi xe vừa dừng lại, liền có mấy nam nhân tiến lên giúp bọn hắn kéo mở cửa xe. Yến tử ánh mắt dừng ở kia đạo cao lớn rắn rỏi thân ảnh thường. Nỗ lực, muốn theo của hắn trên người tìm kiếm đến tầng ngự bóng dáng nhưng rất nhanh nàng liền thất vọng rồi. Thế giới này sủng nhi, có một đôi anh khí mi. Một đôi con ngươi đen tựa như chân trời tinh thần, thâm thúy mà lại thần bí. Hắn mặc quần áo thâm sắc chính trang, nhưng là đem kia thon dài cao ngất dáng người sấn càng thêm cao gầy, đứng ở đàn kia thời điểm, làm cho người ta một loại thắt lưng lấy hạ tất cả đều là chân lỗi thấy. Hơn nữa một trương giống như là đao tước triều khảm giống như tạo hình quá khuôn mặt, chỉ cần hướng chỗ kia vừa đứng, liền thành trong đám người lòe lòe tỏa sáng tiêu điểm. Chói mắt lóa mắt, nhưng tuyệt đối không phải là tần ngự. Ngay cả cũng là sủng nhi hương vị, nhưng khóe mắt hắn đuôi lông mày, đều cùng tần ngự, không có một chút chỗ tương tự. Tử tử. Hắn gọi tên của nàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Nhưng, này thanh âm, cũng không phải tần ngự. Nàng chỉ biết, thiên đế lão nhân hẳn là không hội tốt bụng như vậy, nhưng tần ngự luôn luôn đi theo nàng thật sự là keo kiệt đi kiến tử ở trong lòng đem thiên đế lão nhân phỉ bán một trận tử tử kiến lăng tiêu đã đi tới mau gọi nhân a kiến tử nàng xem hướng trước mặt nhân nam nhân tuy rằng là ở xem nàng nhưng một đôi ánh mắt lại tràn ngập xem kỹ vẻ mặt còn ẩn ẩn lộ ra kiêu ngạo kiến tử cắn cắn môi luôn cảm thấy Thế giới này sủng nhi là ở chiếm của nàng tiện nghi. Rõ ràng nhìn qua cũng liền vừa 20 bộ dáng Dựa vào cái gì bản thân phải gọi hắn một tiếng lục ba ba. Kêu lục ba ba, còn có thể đưa hắn thu đến làm thiếp đệ sao. Luôn cảm thấy có chút không hiện thực giống như. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Ông ta một cái tổng tài ba ba ba. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com 33 Lục Nam Đình trên mặt biểu cảm sắc băng liệt. Hắn đánh giá trước mặt nữ hài. Này thật là lão nhân nói hơn 20 tuổi nữ hài, mà không phải là một cái vị thành niên trí chướng. Yến tửu Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra đến, người này, vừa mới ở khinh bỉ thân thể của nàng cao. Tuy rằng nàng cũng khinh bỉ bản thân cái đầu. Nhưng là nàng có thể xem thường tự cái. Người khác chính là không thể xem thường. Nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa bậc thềm, Yến Tửu vài bước đăng đi lên, sau đó theo trên cao nhìn xuống thế giới này sủng nhi. Lục ba ba, cảm ơn ngươi tới tiếp ta cùng ba ba, nhưng là ta mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi. Lục Nam Đình Yến Lăng Tiêu Yến Tửu đối tân dừng chân hoàn cảnh rất hiếu kỳ, chính lên lên xuống xuống đánh giá. Ngoài cửa, lục nam đình tiễn bước yến lăng tiêu nhìn thoáng qua bên trong miệng la hét mệt lại chính cao thấp sinh động thân ảnh thấp lục lăng đánh một cái điện thoại này vậy mà gặp mặt đã kêu bản thân ba ba nữ hài phải hảo hảo thu thập một chút mới được lục lăng tiếp đến nhà mình con trai muốn hắn kéo dài ở ngoài khảo sát thời gian điện thoại khi cả người đều là một mặt mộng bức cần hỏi lại bên kia đã treo điện thoại nghĩ đến nhà mình con trai hôm nay tiếp lão bằng hữu một nhà Hắn liền đem điện thoại cho quyền Yến Lăng Tiêu Nhưng Yến Lăng Tiêu không biết ở địa phương nào Di động không có cách nào khác chuyển được Lục Lăng chỉ có thể bỏ đi này ý niệm Nhưng nhà mình con trai tính tình hắn hiểu biết Sợ hắn khách khe Yến cha con Vội vàng cấp quản gia đi điện thoại Tử tử ngươi đi lại Lục Nam Đình đem chính chung quanh đánh giá nữ hài kêu đi lại Ta mang ngươi đi chính ngươi phòng Tốt Yến tử ngoan ngoãn gật đầu Yến ba ba nói lanh lợi trưởng bối thích nàng từ giờ trở đi nhất định sẽ rất ngoan ngoãn chỉ cần này sủng nhi không quá phận nàng sẽ không tấu hắn cho nên thân là trưởng bối lục ba ba cũng sẽ thật thích nàng đúng không như vậy làm cho hắn ngẫu nhiên kính ngưỡng một chút bản thân tự hồ cũng không phải là không thể được hì hì nàng thật đúng là một cái thông minh học bá thỏ rượu lục nam đình mang theo yến tửu lên lầu sau đó đem cách bản thân xa nhất một cái phòng chỉ cho nàng, "Về sau ngươi liền ở nơi này, có vấn đề hay không?" Vừa nói chuyện, kia ánh mắt cũng là ở gắt gao nhìn chầm chầm Yến Tửu. Lục tổng xem nhân rất có một bộ, này xem thiên chân hồn nhiên nhân, trên thực tế cũng là lòng dạ khó lường. Này nữ hài bề ngoài xem như vậy lanh lợi đáng yêu, này tâm sợ sớm đã toàn đen. "Không thành vấn đề a." Giác chi một tiếng giòn vang, Yến Tửu ăn một muỗng đường, vui vẻ đồng ý. Nàng nhường phía sau quản gia đem thùng đưa cho bản thân. Đã đến phòng, sẽ không làm phiền quản gia gia gia, ta bản thân đến là tốt rồi. Lục Nam Đình xem nữ hài vui vẻ lấy thùng, ánh mắt có trong nháy mắt mê hoặc. Chẳng lẽ này nữ hài thực không phải vì hắn đến? Yến Tử tiếp nhận trương hành lý, đang muốn kéo vào ốc, đột nhiên liếc đến ở một bên sủng nhi. Nghĩ đến không thể tấu hắn Kiến Tửu cảm thấy bản thân đại khái có thể biểu diễn một chút bản thân quái lực, sau đó hù dọa hù dọa hắn. Lời như vậy, hắn về sau muốn bản mặt giáo huấn bản thân thời điểm, cũng phải nhìn một chút ánh mắt mình. Ân, ừ, liền như vậy vui vẻ quyết định. Lục ba ba kiến tử một tay giữ chặt bắt tay, hướng hắn lộ ra một cái tươi ngọt cười, ngươi xem ta. Ta có quái lực nha. Lục nam đình xem nữ hài này đáng yêu trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào, kia hai khỏa tiểu hổ nha, thật sự là rất khác biệt. Một giây sau, liền nghe được đùng một tiếng. Nữ hài ngã ở trên đất. Yến tử cả người đều mộng. Rõ ràng nàng thân thể lực lượng còn tại, nhưng vừa mới vì sao đột nhiên sẽ không lực. ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt nam nhân, quả nhiên gặp được một trương không vui mặt. Yến tử. Biểu hiện không thành ngược lại còn làm hỏng. Thực mất mặt. Nàng hiện tại ô mặt lời nói, còn kịp sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Ông ta một cái tổng tài 334 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lục Nam Đình cũng thật không nói gì. Hắn còn không có ra tay đâu, này nữ hài bản thân đã đem bản thân làm thảm hề hề. Chống lại kia một đôi trợn lên đáng thương mắt to, Lục Nam Đình tự hồ minh bạch cái gì? đây là ở trang đáng thương vẫn nhu nhược chờ hắn thương hương tiết ngọc ha ha như quả thực là như vậy nói kia nàng chỉ sợ cũng phải thất vọng nếu hắn lục nam đình là hảo tâm như vậy một người lời nói này lục gia thiếu phu nhân vị trí sớm đã có nhân ngồi lên quả nhiên đây là một cái bề ngoài tiểu thiên sứ nội bộ lại tâm cơ nữ biểu nữ nhân lục nam đình xoay người hướng ra phía ngoài đi đi lấy thuốc mở cho nàng bôi thuốc thời gian còn dài Hắn hội chậm rãi nhường này tâm cơ nữ thức thời rời đi. Quản gia. Hảo. Yến Tửu tức giận ngồi dưới đất. Nàng vừa mới lại bị này nam nhân cấp khách sáo đâu. Thật sự là giọt. Này sủng nhi rất không ngoan. Thật sự là đáng đánh đòn a. Nhưng Cố Tình muốn nhịn xuống. Giờ khắc này Yến Tửu vô cùng hoài niệm nghe lời lanh lợi tần ngự đại sủng. Cũng không biết hắn tiếp theo thế quá thế nào yến tiểu thư ta đến giúp ngươi bôi thuốc đi quản gia rất nhanh sẽ đem thuốc mở lấy đi lại nhìn đến yến tửu còn ngồi ở trên sàn lúc này liền chuẩn bị đem nàng nâng vào nhà ngồi xuống có phải là suốt quá nặng ngươi là thiên kim đại tiểu thư loại này việc nặng nhi về sau phân phó chúng ta làm là được rồi này quản gia 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 thật đúng là lãi nhãi a bất quá không cần quản gia 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 ta bản thân có thể trên người lực lượng khôi phục, Yến Tử tuy rằng cảm thấy mặt danh kỳ diệu, nhưng vẫn là tiếp nhận thuốc mỡ đứng dậy vào phòng. Quản gia thân là một cái nam, tự nhiên không tốt đi theo vào. Chỉ có thể phân phó bị hắn gọi tới được nữ giúp việc tiến đi hỗ trợ. Yến Tử đầu gối bị sát phá da, ở nữ giúp việc dưới sự trợ giúp, rất nhanh sẽ xử lý tốt miệng vết thương. Nữ giúp việc xuống lầu thời điểm vừa vặn đụng phải lục nam đình thiếu gia nữ giúp việc hành lễ sau vội vàng rút đi lục nam đình lại đang nhìn đến nữ giúp việc trong tay nâng gì đó thời điểm gọi lại nàng yến tiểu thư thương thế nào nữ giúp việc có chút kinh ngạc nhà mình thiếu gia vậy mà hội hỏi vấn đề này nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời yến tiểu thư bị thương đầu gối mấy ngày gần đây đại khái hội hành động không tiện hành động không tiện a à. này tốt lắm lục nam đình phất phất tay nhường nữ giúp việc đi xuống trong phòng, kiến Tử còn tại thí nghiệm lực lượng của chính mình. Một phen thực chiếc ghế tử, bị nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng nhất trạc, nát. Ân, lực lượng là thật không thành vấn đề. Khả là vừa vặn là chuyện gì xảy ra. Không bằng lại thử một lần. Lại thử một cái bàn. Ân, vẫn là không thành vấn đề. Kiến Tử khập khiển trở lại đầu giường ngồi xuống. Không nghĩ ra, nhưng hoài nghi đại khái là theo nàng trừ đến cái kia rác kỹ năng có liên quan. Đột nhiên cảm thấy hơi đói yến tử lấy ra điện thoại di động. Nàng đi đến này tiểu thế giới đã sai không nhiều lắm mau một ngày. Nhưng nàng còn chưa có có thể ăn đến gà con chân. Yến tử tỏ vẻ điều này làm cho nàng thật không thói quen. Sờ sờ yến ba ba cho nàng kia trương tạp, yến ba ba nói, phương diện này là của nàng học phí cùng tiền sinh hoạt. Yến tử dùng di động ra xét ra, sau đó liền thấy được tạp thượng ngạch trống. Nhất vạn đồng tiền. Trừ bỏ học phí ngoại, liền chỉ còn lại có cơ bản nhất tiền sinh hoạt thôi. Nếu là nguyên chủ, như vậy điểm tiền thật đúng là chịu không nổi. Dù sao ở nàng lấy ra đến nguyên chủ trong trí nhớ, này nữ hài tử ăn một bữa cơm cũng muốn tiêu phí 3-4 ngàn. Này vẫn là thấp nhất. Nhưng hiện tại, Yến Tử quyết định vẫn là trước nhẫn một chút, chờ lời ít tiền lại mua gà con chân tốt lắm. Dù sao hiện tại ở tại lục gia, mà lục gia thoạt nhìn cũng là rất nhiều tiền bộ dáng, hẳn là không hội thiếu của nàng thịt ăn. Yến tử đem tùy thân mang theo máy tính mở ra, một lát sau lại ôm máy tính thập khiển bật đi ra ngoài. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Ông ta một cái tổng tài ba ba năm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thư phòng Lục Nam Đình đang ở xử lý công việc Nhưng không biết vì sao, hôm nay hắn có chút tâm thần mất linh Thư ký truyền tới báo cáo cũng nhìn không được Vì thế rõ ràng đứng dậy chuẩn bị xuống lầu đi vừa đi Vừa kéo ra cửa thư phòng Liền thấy được một cái chim cút chính đỡ lan can sôi nổi Lục Nam Đình Lục ba ba, chim cút nhìn đến hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy vui sướng. Ta máy tính không thể network, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao. Lục Nam Đình Hắn nhìn qua chẳng lẽ như là hội hỗ trợ nhân. Lục Nam Đình phụng phiệu tiếp tục xuống lầu. Gặp thoáng qua thời điểm, góc áo bị người túng ở. Quay đầu, liền nhìn đến nữ hài tử dựa vào ở trên lan can, một bàn tay ôm một cái laptop, tay kia thì túng ở hắn quần áo vạt áo. Nữ hài con ngươi là tối đen, ánh mắt lại đại lại lượng. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu vào trên người nàng, phím ra nhàn nhạt quan quyển. Lục Nam Đình đột nhiên cảm thấy, trước mặt này nữ hài, không là chân thật tồn tại, mà là một cái theo trong truyện tranh mặt đi ra nhân. Lục Ba Ba Lục Nam Đình Trên thế giới này, làm sao có thể có như vậy nữ hài tử? Lại ngoan lại manh, thanh âm còn mềm yếu nhu nhu. Mấu chốt nhất là ngươi không sợ ta. Lục Nam Đình như có đâm chiêu. Hắn có thể nhìn ra, nữ hài là không sợ của hắn. Nhưng đây là vì sao? Rõ ràng hắn giận tái mặt thời điểm, liền ngay cả lão nhân đều sẽ không đến trêu chọc hắn. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Yến tử rất là kỳ quái. Ngươi không là của ta lục ba ba sao? Ba ba nói, ngươi sẽ thích của ta. Hắn thỏ ma vương sẽ sợ một cái trên trời sủng nhi này không là đang đùa sao? Hắn lại không gây thương tổn nàng. Lục Nam Đình Liền bởi vì Yến Lăng Tiêu một câu nói, cho nên nàng sẽ không sợ hắn. Đây rốt cuộc là khen nàng dũng khí gia tăng đâu vẫn là khen nàng trí chướng đâu. Cả đầu nghĩ vấn đề này Lục Nam Đình cũng không có phát hiện, bản thân đã cùng chim cút nữ hài vào phòng. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã cùng nữ hài cùng nhau ngồi ở cuối giường. Lục ba ba, ngươi nhân thật tốt ai? Lục Nam đình mặt không biểu cảm. Không. Ta không tốt. Đừng tưởng rằng thổi của ta thải hồng thí hữu dụng. Ta sẽ không bị ngươi lừa. Một phút sau, máy tính thuận lợi nét bước. Yến tử cao hứng tiếp nhận máy tính. Cám ơn lục ba ba. Lục Nam Đình. Hắn vừa mới, đều làm cho ta cái gì? Yến tử. Lục ba ba thật lợi hại. Lục Nam Đình. Ngay cả cái võng mà thôi, hắn thực không có cảm thấy lợi hại đến mức nào. Nhưng là kia tầm mắt, vẫn còn là nhịn không được hướng kia trên máy tính mặt ngắm. Trong lòng, nhanh chóng đem chính nhảy lên kia một chuỗi dãy số nhớ xuống dưới. Lục ba ba, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề sao? Yến tử kỳ thực rất muốn trực tiếp vỗ vỗ sủng nhi kiên hỏi một tiếng. Lục ba ba, ngươi kính ngưỡng, yêu, ta một chút tốt sao? nhưng nghĩ tới bản thân hiện tại này tình huống, lại yên lặng đem nói cấp nuốt trở vào. Ở vườn trường thế giới, nàng muốn thành vì học bá. kia ở tổng tài thế giới, nàng cũng chính là muốn thành vì tổng tài nhân. Khả nàng hiện tại không phải là tổng tài. Hơn nữa nhà nàng tổng tài ba ba cũng phá sản. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể ở trước mặt hắn lanh lợi. Ai? Đối học bá thỏ mà nói, này thật sự là có chút khó. Yến Tử chỉ có thể ở trong lòng đem điều này sủng nhi trở thành tần ngự đại sủng. Ân, vừa nghĩ như thế, nháy mắt lại thoải mái hơn. Nàng lanh lợi hướng Lục Nam Đình nháy mắt, xem đi, ta thật biết điều. Cho nên, ngươi muốn chạy nhanh thích ta, không cho lại hèn mọn ta nha. Lục Nam Đình mặt không biểu cảm lấy ra chính mình di động. Của ngươi vi tính là bao nhiêu? Yến Tử bị kích động lấy ra di động, ta không biết ai. Ta tạo ngươi đã khỏe. Đối với di động thao tác, Yến Tử đã đùa thật lưu. Chỉ là vừa vặn lấy ra di động, không biết vì sao, người này liền rất đi ra ngoài. Yến Tử thuận tay đi lao. Sau đó, thân thể liền mất đi rồi cân bằng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.